Đáng lẽ là cái hình thức làm bánh này phải có từ sớm và cần được phổ biến rộng rãi hơn vì nó quá là hợp lý đối với những người làm bánh amateur nghiệp dư như mình. Đây chính là mẻ bánh Bicosti nguyên cám mà mình đã tự mua nguyên set về làm nè. Nó khiến tỷ lệ thành công lên đến gần như 100% luôn ý. Nguyên set làm bánh này thì mình mua tại Bimart chỉ với giá 69k khác với những nơi khác thì điều khiến mình thích là cả set họ sẽ cho vào hũ thủy tinh có nắp gài dày dặn như vậy kèm thêm một cái khác hướng dẫn làm bánh nho nhỏ thứ nhất là vừa tiết kiệm môi trường thứ hai vừa có hũ đựng bánh khi làm xong và thứ ba là cực kỳ tiện lợi khi mà mọi người không cần phải đi mua từng cái nguyên liệu lẻ bên ngoài nữa trong hũ đã có đủ nguyên liệu làm từ mật ong các loại hạt nho khô và không thể nào thiếu bột mì nguyên cám nguyên liệu thì đều được người ta định lượng hết rồi nên chỉ cần trộn tất cả cùng với hai quả trứng đánh bông và 60 mươi gram dầu ăn nữa thôi nè biscotti sẽ rất ngon nếu như mà nguyên liệu có nhiều nho khô và các loại hạt mình mới nhìn thì tưởng là ít nguyên liệu cơ ai ngờ nhiều lắm luôn ý cả một nắm đầy hai tay các loại hạt và nho Khô. không nghĩ là với cái giá 69k mà nguyên liệu lại được nhiều như thế này luôn đấy. Sau đó thì cần một bàn tay khéo léo tạo hình hỗn hợp bột thành hình chữ nhật rồi nướng trong 20 phút ở 175 độ. Bánh này nó sẽ dễ cắt hơn rất nhiều khi mà mọi người cho vào tủ đá khoảng một tiếng nhá. Cắt từng lát biscotti dày khoảng nửa cm là ok rồi lại nướng tiếp cho giòn ở 140 độ trong vòng 20 đến 25 phút. Thế là chúng ta đã có một mẻ biscotti giòn rụm rồi đấy.